có một mối tình khoảng 4-5 năm. Sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản. Người Tân Hóa thôi. Người Tân Hóa hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi. Bạn trai, còn mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình. Năm đó là em 25 tuổi. Yêu quay mấy năm? Dạ, trong vòng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay? Tại tình và kinh tế của em là nó không... không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Sau đó em làm trang nên... Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ. 12 năm rồi. 12 năm rồi. Một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ấy thành xu thế luôn rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body sống muối. Ừ, dạ. Yeah. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cũng như khán quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế. Em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận ạ. Huyện Nhân Trãi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh. Em sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, hoạt bát, thích ca hát, thích nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề và tính cách của người. Trong quá trình làm việc thì em hơi nóng tính. Do xây dựng thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Thôi, mời nhà gái. Bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn làm bên kỹ sư xây dựng. Thì em cũng làm bên công ty xây dựng, em lên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ. Mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều. Cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ. Em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên là tương đối là tương thích đó, đúng dạ. Không? Ừ. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm. Sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản. Người Tân Hóa thôi. Người nước ngoài hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi. Bạn trai, còn mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình. Năm đó là em 25 tuổi. Yêu quay mấy năm? Dạ trong vòng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay? Tình hình về kinh tế của em là nó không... không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Sau đó em làm sao nên... Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ. 12 năm rồi. 12 năm rồi. Một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ cần một người và hoạt bát, vui vẻ và biết tính trên nhường dưới. Đừng ghen quá là được. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Anh có hay đi công trình không? Anh đi làm, anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó. Nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nó nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều, nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô bán hàng cũng gái rồi sao? Đúng, phòng mua hàng của em thì sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Còn nhà gái? Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình. Rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình. Chào em gái. Chào em. Nhà tay qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn ha. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body sống muối. Dạ. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực cũng mạnh lắm á. Qua kìa đếm thử coi mấy muối nha. Dạ, chị đếm. Em không thích điều gì vậy đàn ông? Dạ nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ, nói dai á anh. Rồi em. Sao nè, giờ mấy muối nè? Dạ em một thôi ạ. Sao muối dầu muối? Rất là săn chắc cho chị thấy vậy ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ em cao 1m72 ạ. Dạ được chị. Được không? Chị em thích cao không? Chị em thích cao. Được chị không? Được không? Có gì con. Đi công trường chắc là da ảnh ngâm không chị? Sao? Chị coi giùm em thử da ảnh có ngâm không? Dạ đắng tươi. Dạ ngắm. Đi công trường mà. Kỹ sư văn phòng mà. Dạ mắt 1 mí 2 mí chị. Em muốn mí con mí. Em ơi cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải 2 mí, không phải 1 mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gì nữa không nè? Em thích tướng tá cao nè, rồi thân mình mảnh khảnh mà. Mảnh khảnh đúng không? Dạ đúng có rồi. Có mảnh khảnh luôn. Có mảnh khảnh. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Nó chỉ có một cái thôi, không chịu sân sỉ với nhau. Em không thích điều gì ở anh trai? Cũng là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề. Em có chửi thề không em ơi? Mở rào liền luôn coi có hợp không? Quyết định vậy đi. Mở rào.
xin mời. Không gian này là của bạn đó. Bắt đầu đi. Bước qua. Dạ, dạ. Đầu tiên thì mình cảm ơn quà. Gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn anh. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, Nơi Đến Hạnh Phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hộp quà mình mở ra. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không thấy quan gọi là gì là giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Là cái gì sao quyền bí vậy? Mở ra. Cái thứ là một sợi chuyền di chuyền thôi. Dây là cái lắc anh. Dây là phải đeo thôi em, sao vậy? Ủa vậy dây là phải đeo hả chị? Đeo. Trời ơi. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông? Trong lòng tôi suy nghĩ rồi, tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà. Trời, cảm ơn anh. Quá. Trời dây đẹp quá. Làm vừa đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Thì nói em đau gông vô cổ rồi. Chết rồi. Dạ thôi nhường cho anh nói chứ. Đúng là nó hồi hộp mà hơi run. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc nhiều người. Nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Nên người này gọi là những cái là trở thách. Anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? Mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn resort. Lâu à, làm mấy công trình đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường ngoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, hiện tại đối với anh thì anh đang trưởng bộ phận ở đó. Anh về kỹ thuật, về điện hay là về MI hay là? Về hai cái, một là thi công và tấm phòng cháy chữa cháy và phần HVAC và một cái là phần HDE. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu quá ha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Ở đây anh cần chia sẻ với em luôn. Đối với anh là cuộc sống thì chúng ta nên hướng về cội nguồn và gia đình. Vậy anh đã chuẩn bị về để có gia đình chưa? Cái vấn đề nhà cửa thì sau này với hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là hiện tại em ở Sài Gòn á. Anh ở Khánh Hòa vậy rồi làm sao? Đối với anh thì không quan trọng nữa. Gọi là đất lành chim đậu. Ở đâu có mồi, nó chim cu sẽ tới. Gì? Ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh. Sao không loại chim khác mà có chim cu tới? Đất lành chim đậu. Nói vậy cho nó rõ. Nói rõ còn chim cu nữa. Thí dụ như bây giờ nè, anh có thể có công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm có thể được không? Dạ được ạ. Còn em gái, em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn, cái đó là rõ ràng. Em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Có hướng về Sài Gòn không? Dạ, anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em mới nói rồi mà, thì ở đâu là? Ở đâu có mồi chim cu tới? Đối với công việc của anh thì một tuần anh nghỉ được chiều thứ bảy và chủ nhật. Chiều thứ bảy chủ nhật, ủa công trình mà được nghỉ thứ chiều thứ bảy ha? Công việc của anh hiện tại bây giờ là mình đứng ra mình nhà đầu tư. Anh bên chủ đầu tư. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200m. Nên có thể đi lại rất dễ dàng. Bước ra bay cái tới. Vậy thì bao số bay Cam Ranh, sân bay Cam Ranh. Dạ. Anh đang có một cái dự án hôm nay, nhưng mà do tình hình dịch bệnh nên chưa vào được. Để quyết định thôi. Bây giờ tôi không còn nhỏ nữa. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta qua thời gian tìm hiểu, đôi 3 tháng, 2 năm 7 tháng gì đó. Nếu ta thấy hợp thì trong vòng năm nay càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Ba mẹ em ở đâu? Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Mình ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình ở? Dạ, nhà riêng. Người ta có nhà riêng luôn thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Cổ mua là cổ quá giỏi, còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi. Thấy chưa? Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Không, xíu mà. Nhỏ cũng là nhà. Nhà cũng nhỏ là ở đây là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Nhà nào cũng là nhà cả. Hát tặng cô gái ăn bài đi, thoải mái lên. Bớt rung đi đó, để sách đây. Hay là để làm sao cho anh thoải mái, anh cứ tự thoải mái, anh ngồi hay đứng gì đó. Giải phóng cơ thể đi. Anh xin gửi đây một vài câu trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Con quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm đêm có hay, mà giọt buồn hồi bước trên môi mặn đắng. Tôi quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm sao vắng mãi đêm dài,
để mình ta với con tim càng khúc mong. Rồi, cũng phiêu lắm chứ không? Đúng rồi, rất là phiêu, rất là phiêu, rất là phiêu. Rồi, em gái. Em hát một đoạn trong bài Nợ Duyên đi ha. Em hát cái đoạn ca nữ nè. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương? Biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Dạ, hết rồi. Thật lòng anh biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau tránh bước chung đường. Nhà anh thì cũng đến là cái đoạn phòng em. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Mai gặp nhau, sao chồng nhau anh nhé. Bây giờ trước khi hai bạn quyết định thì chúng ta hướng về màn hình để xem người thân nói gì. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quỳnh Linh. Chào Hồng Vân. Tôi là cô của cháu Phương Hồng Quế. Hôm nay đến với chương trình, mong cháu tôi tìm được một chàng trai thật là dễ thương để dẫn nhau đi đến hết quãng đời này. Riêng Quế thì cô khuyên Quế là không được khó tính nữa, nhí nhảnh hơn một chút xíu nữa đi để hòa nhập với cuộc sống cho nó thoải mái. Sau chương trình này cô mong rằng hai đứa sẽ dẫn nhau về trình diện cô. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người đang theo dõi trong trường quay này. Cô dễ thương quá à. Cô đáng yêu quá trời. Cô cũng cute lắm ha. Dạ. Ta trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định nào. 3 2 1. Hết thời gian. Ủa, em bấm mà. Em bấm mà. Hai anh chị đã hẹn hò với nhau. Nào ta hãy nắm tay. Đó, dễ thương, cười tươi quá trời luôn.